Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em thân mến, biến cố biến hình là một lời chứng và cũng là một cơ hội để các môn đệ nhận thấy được dung mạo, nhận thấy được cái khuôn mặt thật của Đức Kitô là con Thiên Chúa. Và chính Chúa Cha từ tiếng từ trời phán: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Lời mời gọi của mùa chay, mời gọi sau khi mà Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết thập giá, con đường thập giá mà Ngài phải bước qua, các môn đệ rùng mình lo sợ. Thế nhưng chính cuộc biến hình này giúp cho các môn đệ vững tin để làm chứng cho Chúa. Cuộc sống của người Kitô hữu của mình, Chúa mời gọi phát thập giá theo Ngài. Thế nhưng ẩn sau thập giá là vinh quang mà Thiên Chúa sẽ ban tặng cho con người. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của việc phát thập giá để rồi đón nhận hồng ân vĩnh cửu, đón nhận ân sủng của Chúa để chúng ta có thể mạnh mẽ và trong mùa chay này và trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta đi gặp được Chúa. Với tâm tình đó, chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thiên Chúa gọi ông Abraham, tổ phụ dân người. Lời Chúa trong sách Sáng Thế, chương 12, từ câu 1 đến câu 4a. Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Abraham: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Đó là lời Chúa. Tình yêu Ngài tràn trong mặt đất.
trong năm người kính sợ Chúa. Tha những người ngày trong Chúa đấng từ bi, hằng xót thương cứu người khỏi tay tư thần. Chúa thương đổi họ sống trong cánh cửa hàng, xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa như chúng con hằng trong cái nơi Ngài. Timôthê đoạn 1 câu 8b đến hết câu 10. Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng leo cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào danh thánh của Người. Không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do cớ hợp và ân sủng của Người, của Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện, và chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Đó là lời Chúa. Dung mạo người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một chỗ ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ.
Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-xu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi đi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa ghi luôn, lời khen Chúa. Rồi người biến đổi hình ra trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Kính thưa cộng đoàn, người ta tự đặt cái dấu hỏi, tại sao lại có cuộc biến hình này? Thực tế có những điều mà người ta có thể thấy được, và cũng có những điều mà người ta biết là có mà người ta vẫn không thể thấy được. Khi mà nói về tình mẫu tử, khi mà nói về những chuyện này chuyện khác, ví dụ như tình mẫu tử người ta không có thấy, nhưng mà người ta cảm nhận được qua cái hành động của người mẹ. Ngày hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng tường thuật lại cuộc biến hình của Chúa Giê-xu. Chắc chắn rằng sau khi mà công bố cho các môn đệ biết về cái hành trình thương khó và mời gọi các ông vác thập giá để theo Ngài, thì Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ có một cảm niệm yêu thương, cảm niệm lo sợ cho các tông đồ của mình. Chúng ta biết bài tin mừng ngày hôm nay, tin mừng Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 9 nói về một biến hình. Tin mừng theo thánh Matthew dường như là nguyên xuyên suốt chương 16 là một cuộc loan báo về cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu. Con người phải chịu đau khổ, phải chịu chết, và ngày thứ ba người sống lại. Và chính Phêrô, ông đã can ngăn Chúa, đừng Chúa ơi, đi vào con đường khó khăn, con đường thập giá làm gì vậy? Chúa Giê-xu khiển thách ông, Satan lui ra khỏi mặt ta, tin mừng chương 16. Và sau đó thì tiếp tục Chúa Giê-xu mời gọi, ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ mọi sự và thập giá mà theo. Nhìn vào cái hình ảnh của thập giá, có lẽ đối với thời nay chúng ta không có cảm nghiệm cái sự run sợ. Thánh giá bằng vàng, thánh giá bằng gỗ, những cái loại gỗ quý, gỗ đẹp để đổi là trang trí. Nhưng mà ở vào thời của Chúa Giê-xu, đặc biệt là thời của các môn đệ, khi mà người ta nhìn thấy thập giá thì người ta có một cái cảm giác khác hoàn toàn, một cảm giác kinh hoàng. Một cây gỗ xù xì bắt treo với nhau, không có được trơn mịn mà đâu, mà gai góc, mà thô nham lắm. Người theo cái thập giá đó, người ta cảm nhận một cái sự bị ruồng bỏ, một sự hắc thổi, một sự nhục mạ. Chúa Giê-xu ở trên thập giá của mẹ, Ngài nói, Ngài phát xin với Chúa Cha để Cha xin từ bỏ con. Cái cảm nhận bị ruồng bỏ. Rồi nếu chúng ta tiếp tục với các cái hành trình mà chịu thương khó của Đức Giê-xu, thì chúng ta sẽ cảm nhận cái sự đau khổ, cảm nhận những cái gọi là bị vô cảm dựng dứt của con người trước những con người tội nhân, trước cái sự đau khổ của con người. Cho nên các môn đệ sau khi mà nghe tin Chúa Giê-xu loan báo về thập giá thì có lẽ gai ốc nổi khắp người, rùng rợn lắm, sợ sệt lắm. Bởi vì tại sao vậy?
thay mình mà phải chịu hành hình, thay mình mà phải chịu phát thẩm giá sao. Cái niềm tin của họ ở nơi Chúa Giêsu vẫn còn đó, nhưng mà cái một cái tưởng tượng ở nơi họ không phải là một Đức Giêsu phải chịu thập giá, nhưng là một Đức Giêsu vinh quang, một Giêsu khả năng vượt qua cơn cám dỗ ở trong cái nhật tuần trước là một ví dụ. Ngài đã chiến thắng ma quỷ, Ngài đã chiến và Ngài sẽ chiến thắng tử thần. Thế nhưng hình ảnh của thập giá, dung mạo của người theo trên thập giá đang ám ảnh cả một đề. Họ cần một cái gì đó để rồi được an ủi, để rồi được nâng đỡ. Và phải chăng cuộc biến hình là một cuộc nâng đỡ, cho thấy tình mẫu tử, cái sự chăm sóc của Đức Giêsu đối với các môn đệ. Thế thì trong cuộc biến hình chúng ta học được điều gì? Chúng ta thấy cái gì? Thứ nhất, chúng ta thấy về các nhân vật, về sự kiện ở trên một ngọn núi cao. Núi cao là một nơi thanh vắng, là một nơi dễ gặp gỡ Thiên Chúa. Và những con người ở trong cái cuộc biến hình đó là những con người của cựu ước, một Môsê đại diện cho lề luật, một Elia đại diện cho các ngôn sứ, quy tụ tất cả tinh hoa của cựu ước ở đó. Cuộc biến hình cho thấy dung mạo của một Đức Giêsu hoàn toàn khác, ẩn thân trong một bác thợ mộc của một làng quê miền Nazareth nghèo nàn, là một dung mạo của một con Thiên Chúa sáng chói vinh quang. Ẩn thân ở trong một con người nghèo nàn Giêsu trên con đường lang giảng công khai, ngày đây mai đó, không chỗ gối đầu, không chỗ nương thân, là con của Thiên Chúa ngôi ngai xuống thế là người, chói lọi đầy vinh quang. Hai mặt của con đường thập giá, hai mặt của sự đau khổ, ở phía trước người ta cảm nhận được sự mất mát, người ta cảm nhận được sự đau khổ của con người, nhưng chính ở phía sau của thập giá lại là vinh quang mà Thiên Chúa tỏ lộ cho con người. Đó phải chăng là hình ảnh, đó phải chăng là ý nghĩa mà cuộc biến hình ngày hôm nay ở trong Chúa Nhật thứ hai buổi chay này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, những người Kitô hữu, cần phải qua hành trình thập giá để đến vinh quang. Qua thập giá đến vinh quang, phải chăng là lời mời gọi mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống buồn chay và sống tin mừng. Nhìn lại ở trong bài đọc một bài tích sách sáng thế, chúng ta sẽ trải nghiệm được, cho dù thời đó ông Abraham chưa phải vác thập giá, nhưng cuộc đời chọn lựa của ông là một cuộc hành trình thập giá. Sau 11 chương đầu của sách sáng thế là những trình thuật về những câu chuyện huyền thoại, về những câu truyền thuyết này, truyền thuyết nọ. Thì ngày hôm nay bài đọc 1 sách sáng thế chương 12 từ câu 1 đến câu 4a kể về câu chuyện một con người lịch sử, một tổ phụ được Thiên Chúa chọn lựa. Ông dùng niềm tin của mình để rồi bước vào con đường đi về đất hứa. Chỉ là lời hứa mà thôi, Thiên Chúa gọi ông từ một vùng đất xa lạ để rồi đi tìm kiếm một chỗ định cư, từ một vùng đất nơi đó quê cha đất tổ của ông, hãy bỏ mọi thứ để rồi bước theo một tiếng gọi thả hình bạc bọc. Người thời nay người ta không làm vậy. Thế nhưng mà ông Abraham, con người của lịch sử và một con người của niềm tin, ông đã bước đi chấp nhận để rồi đi vào trong con đường thập giá đó, con đường để tìm kiếm những cái lời hứa, tìm kiếm việc thực hiện lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với ông.
cho ngươi đất đai, cho ngươi gia sản, cho ngươi con cháu đông như sao trên trời, như các ngoài biển, và mọi dân tộc trên thế giới này nhờ ngươi mà được chúc phúc. Những việc đó đã được thực hiện, và việc chúng ta quy tụ ngày hôm nay là một cái dấu chỉ cho lời hứa của Chúa Giêsu đã thực hiện với ông Abraham ngày xưa. Một thế giới đông đảo, một những con cháu của niềm tin. Việc thử thách ông Abraham rất nhiều ở trong cuộc sống, và người ta nói đỉnh điểm của cuộc thử thách đó chính là việc hiến tế con một của mình, ông Isaac. Con đường đau khổ. Isaac là một hình ảnh minh họa cho thấy hơn một hình ảnh tiên trưng về Đức Giêsu. Và theo một ý tưởng thần học thì người ta nói rằng ông Abraham vác cập giá trong cái cuộc thử thách đức tin của ông Isaac là một cái ý tưởng từ Thiên Chúa. Cảm nghiệm Thiên Chúa là một đấng phi không gian, phi thời gian. Ngài cảm nghiệm được sự đau khổ của một người cha mất con trai của mình, mất người con một của mình. Cảm nghiệm của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, và Ngài thử thách dùng cái cảm nghiệm đó để thử thách ông Abraham. Một người cha sẽ phải hiến tế con mình để rồi dâng lên Thiên Chúa. Sự đau khổ, sự bất mãn, một ý tưởng rất là thật học, một ý tưởng xuất phát từ Thiên Chúa, để rồi thử thách con người, để rồi cho con người cùng được phát cập giá với Ngài. Mặc dù sau đó Isaac không bị hiến tế, mà đó là một thử thách mà Thiên Chúa muốn mời gọi con người bước theo, đó là phát cập giá đấy. Trở về với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, thập giá là gì? Và chúng ta có dám vác để đổi bước, để đổi đón nhận vinh quang của Chúa, vinh quang mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta hay không? Mỗi người sẽ phải tự trả lời với Chúa trước cái việc vác thập giá này. Công việc hàng ngày của chúng ta, bổn phận, trách nhiệm từ xã hội đến giáo hội, từ làm bậc làm cha làm mẹ đến bậc làm con cái trong gia đình, có bổn phận trách nhiệm để rồi cộng hưởng với nhau, liên kết với nhau, xây dựng một gia đình, xây dựng một giáo hội, xây dựng một xã hội. Và người ta ví một cái công việc như vậy là một thập giá mà Chúa mời gọi chúng ta phải. Chúng ta có lẽ cũng quen rồi, cảm nghiệm được rồi những cái đau khổ, những thử thách ở trong cái công việc, ở trong cái trách nhiệm, ở trong bộ phận của con người. Và tôi nghĩ phải chăng cũng là một hình ảnh minh họa cho thập giá thời Chúa Giêsu. Còn khô khan, thô ráp, không có được nhẵn nhùi, không có được bóng bẩy, nhưng mà có những vết sẩn sùi để rồi chúng ta phải đưa vai vào, vác lên để bước theo Chúa. Hy vọng một cái đỉnh điểm, hy vọng một điểm tới của con người là một điểm tới của vinh quang, một điểm tới của sự thành công. Không có một thành công nào, không có một bằng cấp nào mà không phải trải qua những con đường thập giá. Mùa chay mời gọi chúng ta phải vác thập giá, vác thập giá mỗi ngày để bước theo Chúa. Và cái phần thưởng của việc vác thập giá, cho dù chúng ta không thấy được, nhưng Thiên Chúa đã hứa với chúng ta, đó là vinh quang của nước trời, đó là việc chiêm ngưỡng hạnh phúc vĩnh cửu ở trong nước trời. Xin Chúa trong buổi chay này, đặc biệt qua biến cố nhân hình, cho chúng con mượn lời của Đức Giáo hoàng Francisco trong sứ điệp mùa chay, cho chúng con biết đón nhận lời Chúa. Lời Chúa là một quà tặng, và cho chúng con biết đón nhận anh em của mình, tha nhân là một hồng ân, để rồi chúng con coi họ
như là những cái người đồng hành, coi đó là như những cái sự đồng hành ở trong cuộc đời của chúng con, để rồi chúng con cùng vang cùng với họ vang thập giá, bước theo chân Chúa để lên đỉnh vinh quang. Amen. Anh chị em thân mến, để củng cố đức tin cho các môn đệ đứng trước những thử thách của thập giá, Chúa Giêsu đã một phần nào bày tỏ cái dung mạo đích thực của cái vinh quang của nước Chúa sau con đường thập giá cho các môn đệ nhận thấy. Với tâm thế đó, giờ đây chúng ta cùng xin Chúa cho chúng ta thêm đức tin để chúng ta đón nhận thập giá là những bổn phận, những trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta bước theo Ngài một cách trọn vẹn nhất. Với tâm thế đó, giờ đây chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Trước khi chịu khổ hình thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh trên đường lư thư trần gian được nhìn thấy vinh quang trong thánh giá, và tin thắng Chúa đã chiến thắng khải hoàn. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa lắng lời chúng con. Chúa Giêsu phải trải qua cái chết rồi mới sống lại vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết chết đi cho tội lỗi, để được sống lại hưởng phúc với người. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa lắng lời chúng con. Ước mơ của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhắc lời chúng con. Chúa Giêsu đã biến hình sáng láng để mời gọi chúng ta vác thập giá đi theo Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày luôn sẵn lòng chịu mọi gian nan thử thách, hầu sau này cùng được hưởng vinh phúc với Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời. Xuất hiện của Môsê tái hiện là một hình ảnh của giáo ước Sinai. Sự xuất hiện của Elia tái hiện lại việc thiết lập giáo ước Sinai qua lời các ngôn sứ. Và sự xuất hiện của Chúa trong cuộc biến hình giúp cho chúng con hiểu được ý nghĩa của một giao ước mới, giao ước thập giá, hy tế mà Chúa Giêsu phải chịu để rồi cứu độ cho con người chúng con. Xin cho chúng con cùng biết bước theo thập giá của Chúa để đón nhận vinh quang phục sinh của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa hứa dân của lễ xóa tôi con.
về một chiều xưa hôn nhau trong máu đau và trên thánh giá. Con của Chúa tế lễ con yêu nên ra chùa cánh muôn khổ đau. Dâng lên cha anh biết và thuyền nhà sáng lạc hơn màn trời.
làm con nâng tôi cao. Phúc lành cho anh chị em.